Sáng ngày 6 tháng 5 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều tổ chức tổng kết hội thi giáo viên giỏi tiểu học cấp thị xã năm học 2015-2016. Hội thi tổ chức từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 3 tại 12 điểm thi với 323 giáo viên đăng ký dự thi. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, đề tài sáng kiến kinh nghiệm, bài thi lý thuyết và thi giảng thực hành 2 tiết. Theo đánh giá từ ban tổ chức, đa số giáo viên xác định được yêu cầu của đề bài, nắm được các văn bản chỉ đạo, có kiến thức vững vàng, nhiều giáo viên có cách làm bài ngắn gọn, đầy đủ. Đánh giá xếp loại học sinh tiểu học theo thông tư 30 và xác định đúng yêu cầu nghiệp vụ, xử lý tốt các tình huống sư phạm. Đề tài đảm bảo về bố cục, các vấn đề nghiên cứu phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, phạm vi áp dụng rộng rãi. Hầu hết các tiết dạy đã bám sát và chuẩn bị kiến thức kỹ năng, xác định được kiến thức cơ bản, trọng tâm của bài, khai thác nội dung phù hợp với năng lực học tập của học sinh, phù hợp với tâm lý học sinh. Tại buổi tổng kết hội thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã trao giấy chứng nhận cho 318 thầy cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2015-2016, hai giải nhất tập thể thuộc về trường Tiểu học Hồng Thái Đông và Tiểu học Mạo Khê B. Đồng chí Lê Thu Trà, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, đồng chí Lê Thị Lý, Phó Chủ tịch Lao động Liên đoàn thị xã, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục đã tặng hoa và trao thưởng cho 22 cô giáo có thành tích xuất sắc và 2 cô giáo cao tuổi nhất trong hội thi.